Hiện tại đang ở trưa rồi anh em ạ. Hôm nay thì mình vẫn chạy đường trường. Vừa nãy mình thấy giật mình cái quả khúc gỗ này. Bảo cái này là gỗ lim hay sao anh em ơi. Thế bảo là gỗ cũng thành bảo tàng. Cây lim nguyên khối. Wow. Thơm anh ạ. Còn nó có một cái mùi thơm kiểu gỗ lim hay mùi của gỗ lim hay sao ấy. Hơi thơm thơm. Wow. Này toàn gỗ là gỗ luôn anh em ơi. Cây đinh hương. Cây đinh hương. Ở đấy mình vào mình cứ tưởng là cái ngày sàn này để mà làm trưng bày thôi nhưng không phải anh em ạ. Thật ra cái này là nhà để mà ở luôn. Mình có thể tham quan ở đến tham quan đây và ngủ nghỉ. Ồ, dưới kia có một cái hồ. À, khi mà mình vào trong đấy là sẽ không mất vé anh em nhé. Chỉ khi mà vào trong cái ngôi nhà sàn to to ấy kia thì mới mua vé thôi. Còn nếu mà mình vào lanh quanh ở khu này thì không đâu. Dưới kia có cả mấy cái chòi nữa kìa. Hả? Lối xuống đây này. Ôi trời ơi. Hồ này anh em ơi, xuống tắm thì ô mà công nhận ở trên này nóng dã man anh em ạ. Nóng cháy da luôn. Mình mặc cái áo cộc này. Đen hết da. Him lam. Him him phải him him lam. Resort. Cái này chắc là chòi để mà câu cá này. Trong mấy căn nhà mình để ý dưới kia có cái căn này là đẹp nhất này. Nó trên cao không ạ? Đang đi liếm mấy căn nhà này, nó tận B6, B8 rồi. Cái này B6, B8 thì ở dưới kia. Ừ. Có nghĩa là mỗi B là một căn hay sao anh em ơi. Ôi rồi mệt quá. Để xem nào. Trở về với con bài cũ xem là xem tổ chim ở đây có cái tổ nào không. Sau này mình bắt về nuôi luôn. Hợp lý. Chim ở đây chắc là bị mấy anh em ở trên này bắt hết rồi quá. Có mấy bạn cũng hay xem kênh của mình bảo là trên Điện Biên bắt tổ chim ác. Lên trên này bác ơi. Trên này có cái ngôi nhà trắng nhưng mà chưa hoàn thiện sao. Lên trên cao để nhìn xuống dưới. Như rắn hay sao ấy. Đi vào rồi quá chị. Đây chính là ngôi nhà làm nên tên tuổi của Điện Biên. Gây gọi là gây bão. Ôi trời ơi. Ôi cây cối nó to chứ anh em ơi. Cối tiền chứ lên sơ đâu. Đây kia vào trong anh em ạ. Nhà sàn to nhất Đông Nam Á có khác. Toàn gỗ anh em ạ. Này,
mà phải hiểu được cái cây gỗ này. Cái này gỗ thật hay là gỗ già nhỉ? Mát thiệt. À, anh em vào trong cái nhà sàn này thì hết 20.000 một vé anh nhé. 20.000 một vé. Là mỗi người một rượu, ngụm rượu à? Đây này, toàn là đặng sâm ấy chứ. Đây trên sân khấu nhìn xuống này, bên trong hơi tối anh em ạ. Thôi tạm biệt Him Lam, bây giờ sẽ là mình lên trên tượng lại, cái tượng lại gì mà cao cao ấy các bạn, mà mình đi bộ lên ấy, tí nó qua cái chỗ đây mất công lên Điện Biên thì phải đi qua mấy cái điểm kia cho nó biết, cho biết. Ồ, dưới này là bàn. Ôi trời ơi, chắc mình nghẹn thở vì mấy khúc gỗ phát ra nhỉ. Him Lam. Ừ. Chị ơi có lấy lại vé không ạ? Em ra. Lên. Vắng người quá nhỉ. Ôi ôi, trời rõ nắng nhưng mà vẫn cối trên này. Cách đây 2 năm, 3 năm thì mình cũng lên đây một lần rồi. Đây là toàn cảnh khi mà mình ở trên này nhìn xuống cái này. Dưới kia là thành phố Điện Biên anh em ạ. Cao nhất ở trong cái thành phố ấy luôn. Nét chưa? Ở bên ngoài trời đang rất là nóng nhé. Nóng dã man luôn. Dạ không ạ. Dạ. Tấm ảnh lấy được ngay đấy. À không ạ. A few moments later. Hiện tại là mình vẫn chưa về anh em ạ. Chạy xe được một lúc thì xe hỏng mất nên là ông anh đang mang xe sửa trên kia, đang đứng ở chỗ này này. Chán quá anh em ạ. Cô dốc ơi là cô dốc. Hello anh em nhá, chúc anh em một ngày mới về. Ê, con cô dốc của mình bấy hôm nọ đây anh em ạ, đi ăn chuối rồi. Ôi dồi ôi. Hôm nọ mình mang về nó còn lơ lơ, mà hôm nay nhảy thì ôi dồi ôi luôn. Cái này, ui xời, con này phải gọi là ăn cũng như là ỉa bẩn cực. Thì mình dọn lòng xong rồi bỏ xoay thêm cho nó một cái quả chuối anh em nhá. Nhìn chất chơi chưa? Chắc là vào cám xong rồi mấy hôm nữa là thả vào avi rồi đấy anh em ạ, cho nó đẹp.
Chứ con chim to to hay này bỏ trong lồng nó, lông nó bị cứa và ăn lồng gấy hết, rụng hết luôn. Cứ nhảy nhảy nhảy, tí anh lại cho mày ăn chuối cằn nải bây giờ. Ok, chèo nó đây cho nó mát nhé. Ấy xây, thanh niên tóc xanh tóc lỏ là cái này rồi anh em ạ. Đây. Hôm nay là mình sẽ quyết định làm một chuyến đi bẫy chuột lửa bánh tẻ anh nhé. Đây là con chuột lửa này vừa bỏ vào trong lồng mồi và trong lồng bẫy. Thì trước lúc mà con chim nó chưa sinh sản ấy là mình mấy chú có di chuyển qua một cái khu mà ở đây có một lôi, nhưng mà cái con trống thì đến thời điểm bây giờ vẫn chưa bẫy được, cả con mái cũng thế. Mình nghĩ là nếu mà không ai bẫy được thì nó sẽ sinh sản và đến thời điểm bây giờ thì chắc nó sẽ có bánh tẻ. Nên là hôm nay mình sẽ thử mang cái con mồi này. Con mồi thì nó đang thay lông anh em ạ, ở nhà thì không hót giọng nào đâu. Nhưng mà mình sẽ mang loa, xong rồi treo con mồi lên, kích để cho nó về. Thì xem hôm nay có may mắn dính hàng không anh em nhé. Biết đâu lại giống như con cu dốc kia. Con chim ăn không một con chim. Không nghe nó hót gì anh em ạ. Ở đây, trước là mình cùng với chú mình vẫy dưới này. Ở cái khung dưới này. Con trống của nó đuôi dài rất là dài luôn. Chim sổng, con trống của nó chim sổng. Con mái chim rừng. Có một con hót ở dưới này nhưng mà không biết có phải không ấy anh em ạ. Đây, mình tắt loa này. Nó chỉ mới kêu cói treo, cói kêu cọc. Giống như kiểu con mái hót ấy anh em ạ. Không biết có phải không nữa. Lần trước là mình nhìn bấy, cũng bấy chỗ loạn này. Con trống thì lao vào lao ra ác lắm. Nhưng mới tội là không đánh. Căn bản là con mồi cũng không hăng mấy nữa. Con này là con hồng hạch này, ở bên ngoài đang kêu ấy. Kìa, hồng hạch. Ở đây. Anh em thấy chưa? Rõ ràng luôn. Chính xác trời lửa anh em ạ. Con chim non. Như con chuối tiêu hay sao, nó kêu. Mình cứ tưởng là con chuột lửa nhưng mà không phải. Thì là con chim non. Này, mình chạy qua chỗ này nó vừa bay đi này. Ủa nhưng mà lôi chuột lửa ở đây nó đi đâu mất rồi nhỉ? Hay là tới một dịch sản nó di chuyển qua
hoa hùng khác. Cách một lúc không có con nào lát lại bên anh em ơi. Ngoài con chim non kêu uýt cọt cói. Uýt cọt cói, mình còn tưởng đấy chờ được lắm chứ. Đây, nó vẫn kêu ở trên này. Con chim non hình như có 3-4 con ấy, nó bằng bằng cái con trà màu ấy. Màu nâu nâu, giống kiểu con chuối tiêu ấy anh em ạ, nhưng không phải chuối tiêu. Chim sâu này, tổ cũ hay tổ mới đây? Tổ cũ anh ạ, tưởng là tổ mới. Con này mai mồi không? Đợt trước là cũng mang đi tập sự rồi nhưng mà đâu. Ở nhà cháu bây giờ không có con chim mồi nào, cháu định tính là lên cho chú kiếm một con chim mồi về. Dạ, con này nó còn hơn con mồi kia của chú nhiều. Con này bấy được đâu chưa? Hả? Con này bấy được đâu chưa? Vừa nãy cháu đi bẫy chè lửa nhưng mà gặp không gặp chè lửa nhưng mà gặp trà màu nhiều ác. Ở nhà cháu thì không có con trà màu đi mồi rồi. Cái hôm nọ đi bẫy con trà màu nhưng mà gặp có con cua dấu ấy, con đấy cũng có một bầy to nhưng mà đi, chim mồi có má lỏ. Toàn là má trắng, toàn má trắng. Được đấy. Má trắng này bây giờ lợi đến tầm tháng 11 này mới gấu cơ. Đến lúc đấy là chim nó đến tách lỏ hết rồi. Lông xuống lông này. Chè lửa đi. Chuyện than. Hôm nào đi bấy trà màu rủ bấy nhá. Ừ, nhưng mà giờ thì chắc là hết mùa để đi đánh rồi. Mình đã mua con này cho chú của mình để về gột đám mồi anh ạ. Trà màu ở nhà mình cũng có nhiều nhưng mà để mình tìm được cái con nào mà nó chất giọng to cũng là nhìn nó gấu gấu ấy thì không có. Giờ mang em này về của đám mồi thì mấy hôm nữa nó ổn định vào thì mang lên bẫy thử xem nó có gọi bổi tốt không. Đang nhát phết. Trời đang mưa xuống này. Thì chắc là video của mình cũng xin phép dừng lại đây nhé. Vừa nãy lên bẫy chè lửa nhưng mà không có được cái gì anh em ạ. Chỉ nuôi muỗi nhiều, bị con muỗi hành cho. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Bye bye.